quá tàn quạnh ta hốt ta tự quay nó tùm lum hết trơn. Có đây kìa. Cái này rác cái này đó ăn lên nó khắc ở đây nè. Mày nhóc máng năm nào tôi cũng hốt lên trơn đó. Ờ dạ vậy hiểu bảo ông không nói nè. Tôi hôm đó là chứ không cần nói là bỏ. Hôm nào rồi cái nói là nó chữ. Nó đắp nó, đắp nó đâu đây. Nè đây nè. Bên đây còn cái chiếu là nó nói là tôi lấn đất nữa. Tại sao lấn đất rồi bây giờ cái bằng phán nó đó là đo ra là đất từ bên từ đây nè, đó là đất bây giờ đó, dài đây đó, từ đó thằng đào nè. Thì nói là chú lúc đất hồi nào
qua đây là nói, chỉ là nói à. Qua là nói, qua là nói, không đất nó còn bên đây. Đổ đất, kéo đất đổ. Ủa con thấy xây tường là có nghĩa là nhà đầu rồi qua nhà nấy hết rồi. Đầu ta xây tường có ranh đầu, có ranh đầu. Mà nó cứ nói vậy nó tôi đánh đất. Rồi chú nói coi coi đánh chỗ nào làm sao đánh. Đó, nó cái thằng đó. Mà chứ nó nói tôi lấy. Bao nhiêu đủ rồi. Rồi, cảm ơn chú lắm nha. Tại vì tới Tết cũng nói ngay tôi là người trong chùa ra, tôi đã tôi ở tòa thánh đã có mười mấy năm rồi, giải phóng tôi về. Tôi trong chùa tôi đã biết hết lực của đạo. Giấy tờ tôi đàng hoàng công khai chứ không phải là tôi trốn tránh gì. Tôi biết hết. Nhưng mà cái thằng này nó không được. Nó mỗi cái nó chửi tôi. Nó chửi tôi 1000 lần chứ lớp giữ lớp mẹ chửi. Đúng gì cái đống rác này nó chửi. Tôi nói không ăn là được, có xe đổ rác không, cứ mấy thằng bạc lên là đổ đi, có đâu mà hắt ở đây, có mấy hắt ở đây hắt bên mình đi. Như thí dụ chú giờ á, bên chú mà nó hắt bên chú chịu không, thí dụ vậy. Tôi không bao giờ tôi lấy, mà ngày nay quá trời tôi nói Tết tôi nhịn, thật là nhịn, tôi không có lấy, mà ngày nay Tết ngày nay nó ra nó nói nó ngồi nó chửi tôi đứng nó đổ vô cái bao cho nó sạch sẽ. Rồi tới ngày họ bữa nào, ngày nào là lấy rồi đưa cho họ lấy. Có đâu mà ăn dục đây, cái nói đất nó bên này lánh đất dẹp mấy đống củi không dẹp, nên nó đem kêu xe đổ đất giờ. Là tôi khách nó lại nó đi đổ. Chú thấy không, bây giờ nó xây cọc đó, đó. Cứ nó xây chứ mà như tôi xây rồi nó lánh đất. Chú quay. Thầy kêu công an đi. Tôi kêu công an mà chờ mà tại tôi không biết số điện thoại công an đó, chứ tôi biết số nhà điện thoại công an, tôi kêu rầu vậy chứ đừng có nói. Tại nhà tôi không có xài điện thoại, tôi không biết kêu, chứ tôi kêu công an là chú là công nắng an quá trời, cầm bông qua đây này. Thì nãy giờ con thấy dục rác hết rồi hả, chậu bông bể hết rồi, giờ thầy ý kiến thầy chia sẻ làm sao thầy nói. Thì nói giáp tranh này, 1 2 3 tôi giáp tranh chùa thầy cũng có ăn cái gì bỏ gì, chùa mình có hàng tranh mà rác đâu, chùa đâu có ăn gì đâu, rác đâu có nấu nướng gì rác rác đâu, thì tại vì nó giáp tranh rồi nó kiếm chuyện vậy thôi. Thì nó trong còn tu mình nhịn, nó đập đụng phá gì nó không bồi thường rồi nó mang tội, còn nó chiếm đất thì nó sẽ mắc nợ mình, đời này nó gây nhân quả đời sau nó phải trả. Thì đạo Phật là đạo từ bi và tha thứ, rồi tu thì kế bên chùa thì mình phải nhịn, ví dụ như đúng sai, ví dụ giờ lỡ có người khách đi mà ăn gì họ dục qua đi cũng đâu thể chữ thầy được, mà khách cũng đâu thể chữ, lỡ rồi mình lụm mình bỏ sọt rác đây rồi. Nếu mà người thôn khéo, dù có dục cái bịch hay dù cái vỏ dưa hấu hay vỏ trái cây thì chút nó cũng kheo khô héo nó khô. Bây giờ mình nếu mà người lương thiện trước chùa thì họ có xả, người trong chùa có xả thì mình lụm mình bỏ vô sọt rác là có nghĩa là xong, không có gây sự hai bên phiền lòng. Tu là có nghĩa là ví dụ như con mình còn nhà mình dơ mình cũng quét, mà đến chùa dơ mình còn quét mà, nên là đến chùa quét lá đa, quét lá bồ đề, quét lá sa la. Thì đạo thì mình đến chùa mình cũng có đa, mà giờ ví dụ như lỡ người nào họ dục qua miếng dưa hấu muốn bánh trái cây gì, thì mình lụm bỏ vô sọt rác hay xong. Tự nhiên cái chữ thầy rồi đòi bữa đầu thầy rồi giết thầy rồi quýnh thầy,